Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 7 của trang webbingclass.com. Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các con một khái niệm mới, đó chính là định lý. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem định lý là gì, cũng như thế nào được gọi là chứng minh một định lý. Thực ra định lý là một khái niệm mới, nhưng nội dung của những mệnh đề được coi là định lý thì các con đã được làm quen rồi. Cô lấy ví dụ, trong phần hình học lớp 7, từ đầu năm tới bây giờ, các con đã được học một số tính chất như là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Chúng ta đã chứng minh được tính chất này bằng cách sử dụng những tính chất đúng như là tính chất hai góc kề bù, vân vân. Tính chất thứ hai là một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì sẽ tạo thành các cặp góc xoay trong bằng nhau. Chúng ta cũng suy ra tính chất này từ một số tính chất mà được coi là đúng. Tương tự như thế, một tính chất về từ vuông góc tới song song, đó là nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Cả ba tính chất này đều có một đặc điểm chung, đó là được suy ra từ những tính chất mà chúng ta được coi là đúng, và đó chính là khái niệm của định lý. Cụ thể, định lý là những khẳng định được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng. Trước đây chúng ta gọi định lý là tính chất, và từ bây giờ những khẳng định thỏa mãn điều kiện này sẽ được gọi là định lý. Về thành phần của định lý, định lý thì bao gồm hai phần, đó là giả thiết và kết luận. Giả thiết là những tính chất, những đặc điểm đã được cho sẵn, và kết luận là những tính chất, những đặc điểm mà chúng ta cần phải lập luận để suy ra nó. Cụ thể ở trong định lý này thì hai góc đối đỉnh là giả thiết và bằng nhau là kết luận. Ở những định lý có dạng nếu thì, ví dụ như nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Khi đó mệnh đề nằm giữa chữ nếu và chữ thì chính là giả thiết, và mệnh đề nằm sau chữ thì là kết luận. Ví dụ như ở đây, giả thiết sẽ là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song, còn kết luận là nó vuông góc với đường thẳng còn lại. Chúng ta cần phải phân biệt được giả thiết và kết luận của định lý để từ đó ta có thể tóm tắt và chứng minh được định lý ấy. Cụ thể, nếu như cô muốn tóm tắt định lý này bằng giả thiết kết luận thì chúng ta sẽ làm như sau. Giả thiết ở đây là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Chúng ta sẽ không viết y nguyên câu này vào mà ta sẽ dùng ký hiệu toán học để biểu diễn mệnh đề đó. Cụ thể ở đây, cô sẽ dùng ký hiệu là A song song với B, C vuông góc với A. Ta thấy A song song với B thể hiện là hai đường thẳng song song. C vuông góc với A thì thể hiện là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng ấy. Tiếp theo về kết luận. Ở đây, kết luận nói rằng nó vuông góc với đường thẳng còn lại. Như vậy, ta sẽ dùng ký hiệu là C sẽ phải vuông góc với B. Và đây chính là việc viết giả thiết kết luận dưới dạng ký hiệu, để có thể làm cơ sở chứng minh một định lý. Từ vừa nãy thì cô đã nói nhiều về chứng minh định lý. Vậy làm thế nào để có thể chứng minh được định lý? Thì chúng ta sẽ dùng lập luận để có thể từ giả thiết suy ra được kết luận, và các bước chứng minh đó được gọi là chứng minh định lý. Cô lấy ví dụ, nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại. Đây là nội dung của một định lý. Chúng ta xác định giả thiết là nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song, và kết luận là nó vuông góc với đường thẳng còn lại. Vừa nãy thì chúng ta đã viết giả thiết kết luận rồi. Cô nhắc lại, chúng ta cũng cần phải vẽ hình để có thể chứng minh được định lý này. Để chứng minh được định lý này thì đầu tiên chúng ta thấy do A song song với B nên góc A1 và góc B1 là hai góc trong cùng phía. Vậy thì tổng của chúng sẽ là 180 độ. Góc A1 bằng 90 độ, vậy thì góc B1 cũng sẽ bằng 90 độ. Như vậy ta suy ra được C sẽ vuông góc với B, và đây chính là kết luận. Vậy thì chúng ta đã chứng minh xong định lý trên. Từ bây giờ trở về sau thì các con sẽ phải chứng minh rất là nhiều định lý. Công việc của chúng ta đó là từ giả thiết, ta cần phải suy luận, tư duy, móc nối những kiến thức đã biết cùng với những kiến thức mà đề bài cho để có thể suy ra được kết luận của định lý.
Tiếp theo, các con hãy vẽ hình, viết giả thiết kết luận của định lý dưới đây. Nếu hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng sẽ song song nhau. Trước hết, chúng ta sẽ vẽ hình. Sau đó, để có thể viết được giả thiết kết luận của định lý thì chúng ta sẽ phải xác định. Ở đây là cụm định lý có dạng nếu thì, vậy thì giả thiết sẽ là hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba và kết luận là chúng song song nhau. Để có thể biến các mệnh đề trên thành ký hiệu thì chúng ta sẽ viết như sau: hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba. Như vậy chúng ta sẽ có là đường thẳng A song song với đường thẳng C, đường thẳng B cũng song song với đường thẳng C và chúng ta sẽ phải kết luận là A song song B. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã giới thiệu một cách ngắn gọn nhất tới các con về định lý, cũng như một số ví dụ đơn giản về việc chứng minh định lý. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Nếu thấy bài giảng hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh học trực tuyến OLM để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo.